Elon Musk mua Twitter để đảm bảo tự do ngôn luận. Chuyện này có ảnh hưởng gì tới Việt Nam? Câu trả lời là $44 billion accepted today by Twitter's board. Now, pending approval from regulators and company stockholders, Elon Musk will take over Twitter, buy out the share. Không ảnh hưởng gì cả. Đúng vậy. Elon Musk cũng là người Mỹ. Twitter là công ty Mỹ thì liên quan gì tới dân Việt Nam, đúng không? Nếu có liên quan thì chỉ có liên quan tới cryptocurrency, Bitcoin thôi. Bởi vì ông Elon Musk, ông ủng hộ cryptocurrency. Bạn nào coi cái clip mà Bitcoin là gì của tôi rồi thì các bạn sẽ hiểu cryptocurrency nó không phải là tiền ảo, ok? Nó là tiền kỹ thuật số, tiền tươi, thóc thiệt, trời đất ơi là trời. Các bạn có thông minh bằng Elon Musk không? Mà các bạn bày đặt nói tiền ảo á, thấy nhận nó sụp đổ, chỉ là một trò chơi bằng không. Nói nghe mắc cười quá. Nhưng bỏ cái dựng vấn đề mà tiền cryptocurrency ra đi, cái mà tôi muốn nói với các bạn ở trong này là cái chuyện ổng mua Twitter để mà ổng bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận trên toàn thế giới á, nó không có ảnh hưởng gì tới Việt Nam đâu. Tôi dám cá với mấy bạn luôn. Coi xong cái clip này các bạn xỉu, bởi vì đây là một vấn đề tôi đã muốn nói từ lâu lắm rồi, nhưng mà hên quá ổng mua. Bởi tôi nói anh mua Twitter đi để em làm cái clip này, cái ổng mua liền. Trời ơi, cảm ơn anh Mood. Không dài dòng nữa, vô clip rồi sẽ biết. Đầu tiên các bạn phải hiểu cái chuyện ông Elon Musk ông mua Twitter để bảo vệ tự do ngôn luận, ông làm như thế nào. Elon Musk á, ông có ý tưởng là xây ra một cái mạng xã hội mới mà trong đó ai cũng được quyền tự do phát biểu ý kiến của mình, đúng với cái tiêu chuẩn là tự do ngôn luận á, mà không bị bóp mũi bóp miệng như là trên Facebook. Có điều ông mới phát hiện ra là mình mặc dù giỏi nhưng mà mình mà tự chế từ đầu tới cuối á thì chi cho mệt. Có công ty Twitter nó đang làm sẵn rồi thì mình mua nó xong rồi làm đều đúng y chang như cái mình đang nghĩ, vậy thôi cho nó khỏe. Đây là một cái cách tiếp cận rất là hay. Tôi đã nói về vấn đề này với Bộ Giáo dục và với cái nền giáo dục của chúng ta không biết bao nhiêu lần. Bạn nào coi cái clip mà làm sao chấm dứt những chuyện như cái em học sinh ở trường Amsterdam ngoài Hà Nội á, cũng đã thấy. Tức là chúng ta đừng có ngồi chế, đừng có ngồi phát minh ra những cái gì hết. Chỉ cần copy cái nền giáo dục mà phát triển ở trên trái đất này như là ở Phần Lan á, đem về xài thôi. Là bảo đảm nó ngon lành, không cần phải chế thêm cái gì chi cho nó mệt hết. Nhưng chẳng hiểu vì sao tới giờ cũng vẫn chưa có gì thay đổi cả. Thì bỏ qua chuyện đó đi. Ông Elon Musk không giỏi như vậy mà ông còn biết cái chuyện ok mình chế ra từ đầu mắc mệt lắm, thôi mua công ty đó. Ông không phải mua như là chúng ta. Khi mà chúng ta mua một công ty thì chúng ta sẽ nghĩ rằng wow, mình bây giờ là trùm rồi, ai mà nói gì mình bóp mỏ nó hết. Như vậy không phải là tự do ngôn luận. Mà ông muốn mua công ty này để bảo vệ tự do ngôn luận thì không phải là ông chỉ có nói không thôi, mà các bạn có thể nhìn ngay hành động của ông từ lúc mà ông mới mua được 10% cổ phần của công ty Twitter rồi. Tại vì 10% cổ phần sẽ đặt ông là ông Elon Musk đó, vô trong cái vị trí là ban giám đốc, ban điều hành của Twitter. Tức là ông hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới cái chuyện mà Twitter làm gì, làm này, làm nọ, làm lọ, làm chai. Và từ đó tới đi không ai block được ông nữa hết. Nhưng ông có làm vậy, các bạn sẽ để ý thấy những người Việt Nam chúng ta, mặc dù chúng ta thường hay nói này, nói nọ, nói lọ, nói chai, nhưng mà ai cũng nằm mơ tới cái chuyện má mình mà lên cái chức đó hả, là mình đè đứa này, đè đứa nọ, đứa kia. Nó xuất hiện ở đâu các bạn biết không? Chủ tịch giả nghèo và cái kết. Cái kiểu clip như vậy á, nó thể hiện cái ước mong, cái ước vọng thầm kín sâu thẳm ở trong người những người ở Việt Nam, tức là muốn mình trở thành đột nhiên đùng một phát biến trở thành một người có tiền, có quyền để mà người khác phải khúm núm quỳ lại mình y như những gì mình đang làm. Đó chính là biểu hiện của inferiority complex, là cái mặc cảm thấp hèn. Tôi có nói ở trong cái clip này, mà mặc cảm thấp hèn đó thì không có ông Elon Musk, tại vì những người giỏi như tôi người ta không có mặc cảm thấp hèn kiểu vậy. Tại vì á, ta biết dù mình có tiền hay không á thì mình cũng vẫn là một người giỏi. Ông Elon Musk á, ông không muốn bước vô cái vị trí của giám đốc điều hành. Tại vì ông làm như vậy thì ông trở thành cái thứ mà ông đang chống lại. Ông muốn quyết định ông mua luôn cả cái công ty Twitter để ông đem cái code của cái Twitter ra public cho người ta coi, để cho những người mà có đầu óc người ta nhìn vô, người ta biết cái này sai, cần phải sửa. Nó giống y chang như là cái cách hoạt động của blockchain vậy đó mấy bạn. Cái cách hoạt động blockchain các bạn có thể coi cái clip của tôi nói về cryptocurrency rất là hay. Cái blockchain á, nó là một cái thứ rất là tuyệt vời. Nó hoạt động, ai nhìn cũng biết nó hoạt động sao hết. Nhưng không có ai sửa được theo cái ý riêng của người ta được hết. Tại vì muốn sửa thì phải sửa theo ý của cộng đồng. Mà cộng đồng những người mà develop, phát triển cái blockchain á, người ta có một cái mindset là làm sao cho nó đảm bảo cái sự freedom, nó đảm bảo sự minh bạch nhất. Thì không có đứa nào mà chơi mất dạy ở trong đó được hết trơn. Thì cái ông Elon Musk, ông mua Twitter chính là để làm như vậy.
để cho mọi người minh bạch cái cách hoạt động của Twitter, để cho mọi người biết nó ban người như thế nào, cái vấn đề gì đang xảy ra với nó. Chúng ta có thể biết được là chúng ta bị block bởi vì lý do gì, không có phải là bị block theo kiểu như trên Facebook. Trên Facebook á, các bạn cũng thấy tự nhiên cái mình nói một câu bình thường lắm, cái mình bị block. Còn mấy đứa nó vô nó chửi mình xa xả từ trên xuống dưới thì mình report nó. Cái Facebook nói không, đám này dễ thương đàng hoàng đáng yêu, không hề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Vậy hóa ra tiêu chuẩn cộng đồng ở Việt Nam là tiêu chuẩn của đám mất dạy hả? Đó là ý nghĩa của cái chuyện mà ông Elon Musk ông mua Twitter để đảm bảo tự do ngôn luận. Ai cũng nói được điều mình muốn nói nhưng không bị bắt bóp miệng bởi vì người có quyền, có tiền. Nói tới đây thì chắc nhiều bạn sẽ em phải bấm share, bấm subscribe cho anh Leo thôi. Tại vì bữa giờ em theo dõi cái vụ này em không có hiểu cái gì hết trơn á. Gì mong mua này nọ lọ chai, nhưng mà nhờ anh giải thích em đã hiểu rồi. Cho nên em sẽ donate cho những cái trí thức, những cái món ăn tinh thần ngon lành của anh như là clip này vậy đó. Nhưng em vẫn chưa hiểu chuyện ổng mua thì ổng bảo vệ tự do ngôn luận thì nó tốt cho Việt Nam chứ. Càng có tự do ngôn luận thì càng tốt chứ. Sao anh nói nó không ảnh hưởng gì tới Việt Nam vậy? Thì đây là những lý do tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu tại sao chuyện ổng mua cái Twitter không có liên quan gì tới Việt Nam hết ha. Đầu tiên, ở Việt Nam tự do ngôn luận bị hiểu lầm rất là nhiều. Người Việt Nam cho rằng tự do ngôn luận có nghĩa là ai muốn nói gì cũng được hết trơn hết á, và không có phải chịu trách nhiệm gì chuyện của họ nói. Ai cũng có thể chửi người khác hết, người khác không được block họ, phải để cho họ chửi, bởi vì đó là quyền tự do ngôn luận của họ mà. Rất tầm bậy. Và thậm chí là đối với người Việt Nam, tự do ngôn luận có nghĩa là tao nói mày nói, nhưng mà mày nói cái thứ tao không thích nghe thì ai làm ơn block giùm nó đi, ai cấm nó không cho nó nói nữa đi, thì đó mới gọi là tự do ngôn luận. Đó là vô cùng tầm bậy. Tự do ngôn luận có nghĩa là tôi và anh có ý kiến khác nhau, chúng ta đều có quyền nói lên ý kiến của mình, mặc dù anh không thích tôi không thích anh. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ có thể chiến đấu để bảo vệ cái quyền nói lên ý kiến đó. Nhưng nó cũng có nghĩa là anh nói cái thứ tôi không muốn nghe thì tôi không muốn nghe nữa. Tôi với anh cùng xài một mạng xã hội, anh chửi tôi thì tôi block anh, chứ tôi không cấm anh xài mạng xã hội đó. Thì đó là quyền tự do ngôn luận. Thì người Việt Nam không hiểu. Các bạn coi cái clip mà đám đông mà phẫn nộ của tôi, các bạn sẽ thấy thì thường là có một đứa nào đó làm cho rất nhiều người ghét. Thì cái câu mà thường xuyên nghe nói nhất ở trong những trường hợp như vậy đó là block nó đi, cấm nó, bắt nó đi. Đó là một cái suy nghĩ vô cùng tầm bậy. Người ta nói thứ mình không thích, chỉ bắt được người ta khi nào mà người ta làm trái pháp luật thôi. Còn nếu người ta không thích, người ta nói lên ý kiến của người ta. Giống như giờ nói tôi không thích ăn phở, bạn những người yêu phở vô nói bắt nó đi, ai cho nó không thích ăn phở, là vô cùng tầm bậy tầm bạ. Nhưng đó là suy nghĩ về tự do ngôn luận ở Việt Nam, nó là như vậy đó. Và đó là một suy nghĩ sai, sai bét. Các bạn thích món phở thì sẽ có người không thích món phở. Người ta có quyền nói lên điều đó. Bạn không muốn nghe thì bạn block người ta để khỏi nhìn thấy những cái status của cái người đó nữa. Chứ không có nghĩa là bạn nhào vô trong cái Facebook của người ta, bạn chửi người ta, xong rồi người ta block bạn, cái bạn nói ê nó không có tôn trọng tự do ngôn luận. Cái đó là mất dạy, hiểu không? Trường hợp này thường xuyên xảy ra. Nếu mà bạn nào coi những cái comment trong clip của tôi, bạn sẽ thấy có những cái nick nó vô chửi ê thằng què, thằng cục, thằng khuyết tật, tại sao tụi tao phản biện mà mày block tụi tao vậy? Thì phản biện của tụi nó có nghĩa là thằng tật tay tật não bao que phản động, thằng phản động tật tay tật não bao que, thằng bao que phản động tật tay tật não. Nói chung là từ đầu tới cuối thì cái đám đó nó chỉ có nhiêu đó thôi, tại vì đầu óc nó không có cái gì ngoài mấy cái câu đó trơn hết á. Vì cơ bản là nó chỉ có thoá mạ tôi thôi, nhưng đối với nó đó gọi là phản biện. Và tôi phải để cho tụi nó chửi tôi, chứ nếu tôi block thì tôi đang vi phạm quyền tự do ngôn luận. Đó là suy nghĩ phổ biến của những đứa mất dạy, những đứa con nít ở xứ này. Và đó là những suy nghĩ sai, các bạn nên bỏ đi ha. Tự do ngôn luận có nghĩa là tôi và anh đều có quyền nói lên ý kiến của mình, mặc dù nó không giống nhau. Và tôi có thể không ưa anh không ưa tôi, nhưng chúng ta sẽ cùng chiến đấu để bảo vệ cái quyền được nói lên ý kiến đó, miễn nó không có vi phạm pháp luật. Đó gọi là tự do ngôn luận. Ok. Cái lý do kế tiếp vì sao Elon Musk mua Twitter không có liên quan gì tới Việt Nam, đó là bởi vì ở Việt Nam không có ai xài Twitter đó. Thiệt, thật ra là có, nhưng cái nhóm mà xài Twitter ở Việt Nam nó rất ít, và nó chia ra làm mấy nhóm nữa. Đầu tiên là nhóm những người có đầu óc. Nhóm này là cái nhóm mà cơ bản có đầu óc thực sự. Họ xài Twitter từ rất sớm, tại họ biết Twitter rất là ok. Nhưng nhóm này cũng là nhóm khó tính nhất. Đối với họ, họ chỉ chia sẻ những cái thứ nào mà thật sự tuyệt vời. Họ chỉ chia sẻ những cái thứ nào mà đúng như cái họ muốn. Còn nếu mà sai một chút xíu là họ mới chia sẻ. Dì Leo nói cũng hay đó, nhưng cái cách nó nói tao không mừa. Dì Leo nói cũng được, nhưng mà nó cứ kêu donate rồi subscribe gì. Tao thấy ghét, tao không có làm. Và dần dần những cái tác phẩm, những cái content, những cái nội dung cho cái nhóm này nó biến mất. Bởi vì những người làm phục vụ cho nhóm này sống không được, không có view, không có quảng cáo, cũng không có donate luôn, hiện sao sống. Cho nên nhóm đó biến mất.
Nhóm thứ hai là nhóm những cô gái ở trên OnlyFans. Những cô này dùng Twitter để cho mọi người biết là tôi đang xài thuyền OnlyFans. Nhóm này cũng không quan tâm lắm về cái chuyện mà tự do ngôn luận. Ok. Nhóm kế tiếp đó là nhóm trader. Nhóm này là nhóm mua thấp bán cao những cái đồng coin như Bitcoin rồi cryptocurrency này nọ. Và nhóm này cũng không quan tâm tới tự do ngôn luận luôn. Và ba nhóm đó là nhóm chiếm phần lớn ở trên Twitter Việt Nam. Nhưng cái chiếm phần lớn nó cũng chỉ rất là nhỏ so với đại bộ phận quần chúng. Đại bộ phận quần chúng Việt Nam thì xài YouTube, xài Facebook và TikTok là quá đủ rồi. Ở trên YouTube họ có những cái game show, họ có những cái clip livestream game, họ có những cái clip giả chó, những clip chủ tịch. Ở trên Facebook họ có những cái group để hít drama, giúp cho họ quên đi những cái nỗi buồn trong cuộc sống của họ. Tại vì nhìn thấy nỗi buồn của người khác họ vui lắm. Ở trên TikTok họ có những cái clip trending nhảy nhảy nhỏ nhỏ, vui vui, cứ chút xíu coi đóng là thấy ok rồi. Họ xài thêm Twitter để làm gì? Trong khi trên Twitter không có những cái livestream bán hàng. Ở trên Twitter không có hội nhóm nào cả. Ở trên Twitter cũng không có những cái clip vui vẻ kiểu như trên TikTok, cũng không có chỉnh sửa được gì hết. Thậm chí ngay cả status post trên Twitter còn không chỉnh sửa được nữa. Vậy vô đó để làm cái gì? Các bạn cũng thấy, nó đứng từ góc độ của một người Việt Nam muốn xài một cái mạng xã hội để gặp nhiều người Việt Nam khác thì vô Twitter để làm gì? Và đó cũng là lý do quan trọng nhất. Người Việt Nam chúng ta chỉ xài những thứ có nhiều người xài. Các bạn còn nhớ Yahoo 360 không? Hồi xưa cái blog Yahoo 360 không phải bởi vì nó xịn tuyệt gì hết trơn. Nó thiếu rất là nhiều tùy chọn. Mặc dù ở trên đó nó bị giới hạn rất là nhiều, nó không có tùy biến được gì hết trơn hết đó. Nhưng mà ta vô đây chơi người Việt Nam mà, đó là cái quan trọng nhất. Giờ thời điểm đó đã có Facebook và có MySpace. MySpace là trời ơi tùm lum tà la, tùy chọn đủ, cứ lum la hết trơn đủ kiểu hết. Nhưng người Việt Nam không có xài là bởi vì MySpace không có dân Việt Nam xài và Twitter không có cái đó. Cho nên Elon Musk có mua cái gì đi nữa, Elon Musk có mua cái gì đi nữa thì cũng chả có quan trọng, chả có ảnh hưởng gì tới dân Việt Nam cả. Và tới đây thì nếu mà bạn nào thấy cái clip của tôi nói nó đúng, nó ok, nó hay, bạn có thể bấm share, bấm subscribe và có thể donate cho những cái thông tin tôi đem tới, những cái món ăn tinh thần ngon lành này. Còn nếu bạn không làm thì tôi cũng không biết nói gì cả, bởi vì tôi không thể bắt được. Chỉ có thể nói rằng bạn là người có đầu óc, bạn có thể quyết định được cái chuyện ảnh hưởng, tạo ra được một cái thay đổi trong tương lai bằng những cái bạn đang làm. Còn bạn không làm thì cũng chẳng biết nói gì. Ngoài câu, bye bye, hẹn gặp ở clip khác. See ya.